Nông dân trồng mãng cầu sim tại nhiều địa phương dùng đồng bằng sông Cửu Long phấn khởi vì giá trái mãng cầu sim liên tục duy trì ở mức khá cao trong nhiều tháng qua và đầu ra sản phẩm thuận lợi. Từ đầu năm đến nay, giá trái mãng cầu sim được nông dân bán cho thương lái và các dựa thu mua trái cây ở mức 18.000 đến 25.000 đồng một ký, tăng khoảng 6.000 đồng đến 10.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Trái mãng cầu bán được giá nhờ nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đang tăng, nhất là xuất khẩu trái tươi sang thị trường Trung Quốc. Trái mãng cầu cũng được hộ dân và doanh nghiệp chế biến trà mãng cầu, nước ép trà mãng cầu, rượu mãng cầu, mứt và các loại bánh kẹo.